chuyên mục Chân dung cán bộ hội viên. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Chân dung cán bộ hội viên kỳ này, tạp chí xin được gửi tới quý vị và các bạn bài Người thầy chắp cánh nâng mầm ước mơ của tác giả Nguyễn Văn Hùng, Hội người mù huyện Phú Xuyên. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều mát đầu xuân, ngồi vơ vẩn trong phòng, nghe xa xa vang lên vài câu hát. Mùa xuân cho em đôi cánh bay lướt trên bầu trời xanh bao la. Mùa xuân cho em tiếng hát ngợi ca cuộc sống tươi đẹp chan hòa. Bài Mùa xuân em hát, sáng tác Nguyễn Nam. Lòng bồi hồi trôi về miền ký ức xa xôi, những ký ức rực hồng tuổi thiên thần ngập tràn những ước mơ. Ngày ấy, người đã uốn nắn, dạy bảo, dần chấp nối, theo dệt cho học sinh chúng tôi những ước vọng ấy là bác Lương Ngọc Điển, nguyên trưởng ban tuyên giáo Hội người mù tỉnh Hà Tây trước kia, và giờ đang là hội viên của quận hội Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hồi ấy, chúng tôi là những cậu bé, cô bé, đen đúa, nghịch ngờ, khờ dại ở các miền quê xa, được tụ về Hà Đông, trung tâm đầu não của Hà Tây cũ, với bao niềm bỡ ngỡ, chân phương, thật thà. Tôi không thể nào quên được những hồi ức kinh khủng khiếp, đứng khóc hoài, đòi về bởi quá nhớ gia đình, xóm làng và bạn bè. Khi ấy, âm nhạc là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp tôi vượt qua nỗi nhớ vô tận kia. Và bác Điển hồi ấy là một vị thầy có giọng hát thật ngọt và hay. Giọng của bác thật vui tươi và hào sảng. Mỗi lần bác cất tiếng hát lên thì tôi thấy hình như cảnh vật nơi ấy bừng lên rạng rỡ. Bác đưa học sinh khiếm thị chúng tôi qua bao nhiêu vùng đất, cảnh vật, con người bằng âm nhạc. Học sinh chúng tôi mỗi lần gặp bác là díu dít, đứa thì sờ người, đứa véo bụng, đứa bá vai, rồi thủ thỉ kể cho bác nghe bao nhiêu là chuyện. Bác vui vẻ hướng dẫn cho từng đứa học trò chúng tôi theo đúng khả năng hiện có. Mỗi chiều thứ sáu với chúng tôi là một buổi chiều đặc biệt, bởi chiều này có bác Điển lên lớp dạy hát rồi giàn dựng tiết mục cho chúng tôi. Cả lớp ngập tràn trong tiếng hát, lời ca thật trong trẻo, thanh bình và sáng rực ước mơ. Chính bản thân tôi đã được bác phát hiện bồi tài giọng hát. Chính bác là người bổ khuyết, uốn nắn cho tôi những thế tay, những ngón đàn còn non nớt và thiếu dở. Bác dành thời gian dạy riêng cho tôi vào những giờ ra chơi. Bác là người luôn dành cho cậu học trò yêu những cuốn sách hay, những bài báo mới bằng chữ nổi Braille. Bác là người đã dạy cho tôi những bước đầu tiên của ký, ghi và sướng âm pháp bằng chữ nổi Braille. Bác cũng là một nhạc trưởng, một nhà dàn dựng để chúng tôi thâu thanh cũng như quay hình những bài hát của bác chủ tịch Vương Văn Sơn cùng nhiều ca khúc thiếu nhi khác tại đài truyền hình Hà Tây trước đây. Rồi cả tới khi tôi ra học tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu với đầy sự lo âu và bỡ ngỡ, bác cùng anh Tuấn, cán bộ sáng mắt của tỉnh hội, tới thăm và lên tận phòng học, động viên, khích lệ tôi hãy cố gắng học tập để không hổ danh người Hà Tây quê lụa. Những tình cảm, những kiến thức mà bác Điển trang bị ngày ấy đã là động lực để tôi luôn vui vẻ, hy vọng tiến về phía trước, chinh phục những dự định và ước mơ. Dịu êm hương xuân thơm ngát, theo gió bay về trên quê hương em. Đời sau tương lai, ước mơ tuổi thơ, được sống trong lòng mỗi người. Lời ca thanh thoát, trong trẻo quá, tôi run run xúc động, cất giọng hát lên giữa xuân chiều gió lộng.
Và bản thân thấy hình như bác cũng đang cùng hát với tôi, vẫn chất giọng tươi trẻ, hóm hình rất thanh niên. Vẫn thấy ở bác sự nhiệt tình, ân cần cầm tay chỉ dẫn. Kỷ niệm tuổi thơ luôn sống trong lòng cậu học trò, giờ đã vào cái tuổi tam thập nhi lập của cuộc đời. Trong quá trình học tập, bản thân tôi đã được học tập nhiều cấp bậc, nhiều những giáo sư, nghệ sĩ, thầy cô giáo giỏi về lĩnh vực âm nhạc trong cũng như ngoài hội. Nhưng người tôi luôn nhớ mà chưa bao giờ gọi bác được ngôn từ trang trọng, trìu mến. Giờ đây, biết bác tuổi đã cao, hình như tai cũng đã giảm thính lực. Nhưng cháu vẫn mong có ngày gặp lại bác và gọi bác ba tiếng thân ái. Thầy Điển ơi! Viết tặng thầy giáo Lương Ngọc Điển, người thầy chắp cánh như ước mơ.